Chính phủ vừa ban hành nghị định về cải tạo xây dựng lại nhà trung cư. Theo đó, thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hệ số ca bồi thường từ 1 đến 2 lần diện tích sử dụng căn hộ cũ ghi trong giấy chứng nhận được cấp qua các thời kỳ hoặc diện tích đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận làm cơ sở để chủ đầu tư lập phương án bồi thường. Cụ thể, căn cứ vào điều kiện của dự án tại từng khu vực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hệ số ca bồi thường từ 1 đến 2 lần diện tích sử dụng căn hộ cũ ghi trong giấy chứng nhận được cấp qua các thời kỳ Diện tích đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận làm cơ sở để chủ đầu tư lập phương án bồi thường. Về giá trị căn hộ tái định cư lớn hơn giá trị căn hộ cũ sau khi quy đổi theo hệ số K đã quy định thì các bên ký hợp đồng mua bán hoặc thuê mua nhà ở tái định cư và phải nộp thêm phần giá trị chênh lệch này. Nếu chủ sở hữu không mua, thuê thì không được bố trí tái định cư và được thanh toán bằng tiền đối với toàn bộ giá trị được bồi thường theo quy định. Trường hợp giá trị căn hộ tái định cư nhỏ hơn giá trị căn hộ cũ sau khi quy đổi theo hệ số K tại điểm A của khoản này thì chủ đầu tư phải thanh toán cho chủ sở hữu phần giá trị chênh lệch. Còn chủ sở hữu căn hộ chung cư không có nhu cầu tái định cư tại chỗ mà chủ đầu tư có diện tích nhà đất tại địa điểm khác để bố trí tái định cư và chủ sở hữu có nhu cầu thì được bố trí tái định cư theo cơ chế quy định. Theo thống kê của Bộ Xây dựng cả nước có 2.500 chung cư cũ xây dựng trước năm 1994. Trong số này có tới 25% thuộc diện hư hỏng nguy hiểm cấp độ D nhưng việc cải tạo đang rất chậm